hạt cơ bản trong một nguyên tử thì trong một nguyên tử này đó, thì đầu tiên là nó có thành hai thành phần. Thành phần thứ nhất là hạt nhân của một nguyên tử ha. Hạt nhân của một nguyên tử thì gồm có hai loại hạt. Loại hạt thứ nhất đó là proton. Đó. Proton được ký hiệu là P. Proton được ký hiệu là P. Có khối lượng được quy đổi là 1 U và có điện tích là 1 cộng, mang điện tích dương 1 cộng ha. 1 cộng. Còn loại hạt thứ hai trong hạt nhân đó chính là neutron. Neutron á thì có khối lượng được quy đổi là 1 U. Và với điện tích thì neutron là hạt không mang điện, do đó quy của nó sẽ bằng 0. Rồi. Thành phần thứ hai của nguyên tử đó là lớp vỏ, vỏ của nguyên tử ha. Thì lớp vỏ của nguyên tử chỉ có một loại hạt thôi. Đó là electron. Electron được hiệu là E. Thì khối lượng của một electron được quy đổi là 0,00055 U. Vậy có nghĩa là khối lượng của một cái electron thì nhỏ hơn rất nhiều lần so với khối lượng của proton hoặc neutron. Đó, nó nhỏ hơn khoảng 1.000, hơn 1.800 lần, gần 2.000 lần. Còn điện tích của một electron thì được tính là 1 trừ, 1 trừ, được quy đổi ra là 1 trừ. Rồi. Thì chúng ta đã ôn các loại hạt trong một nguyên tử thì nó là như thế nha, nó là như thế. Bây giờ trong khi giải một bài toán trong một các hạt cơ bản trong một nguyên tử ấy, thì chúng ta sẽ cần lưu ý 3 điều sau nữa. Thứ nhất là trong một nguyên tử thì luôn trung hòa về điện. Đó. Thì chúng ta thấy là có hai hạt mang điện là hạt proton là 1 cộng, electron là 1 trừ. Như vậy để một nguyên tử mà trung hòa về điện á, thì số P phải bằng E và bằng bằng Z. Z người ta ký hiệu là số hiệu của nguyên tử ha, phải bằng nhau, luôn luôn bằng nhau. Điều lưu ý thứ hai đó là số khối ha. Số khối được ký hiệu là A. Thì khối lượng của một nguyên tử tập trung hầu hết ở hạt nhân đó, và coi như số khối này gần với khối lượng của một nguyên tử luôn, thì bằng số proton là Z này. Số proton là Z cộng với số neutron là N. Rồi, khi một bài toán chỉ cho ta tổng số hạt của các nguyên tử thôi, trong một bài toán tìm các hạt thì luôn luôn chúng ta sẽ có hai cái ẩn, đó là ẩn Z và ẩn N, Z và N. Nhưng mà trong một số bài tập thì nó chỉ cho là tổng số hạt thôi, có nghĩa là số phương trình ta bị thiếu, thì khi đó các bạn sẽ phải vận dụng cái công thức sau này. Đấy. Trong một nguyên tử ha thì số neutron chia cho số proton hay là chia cho Z đó thì luôn lớn hơn bằng 1 và nhỏ hơn 1,5. Thì tớ các bạn sẽ cho tương đương, có nghĩa là số tổng số hạt ha. Z là số hiệu nguyên tử thì sẽ lớn hơn bằng tổng số hạt chia 3,5. Và Z sẽ nhỏ hơn bằng tổng số hạt chia cho 3. Thì đó là cái chúng ta để vận dụng để chúng ta có thể làm được các bài toán mà nó có thiếu bị thiếu ẩn các bạn. Bị thiếu ẩn. Rồi, thì về cái bài tập các loại hạt thì nó khá đơn giản thôi, nó không có phức tạp đâu nhé. Khá đơn giản thôi. Rồi, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi bài tập đầu tiên ha. Bài tập đầu tiên. Rồi, câu số 1 này. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt PN E là 82. Đó, thì ta sẽ giải quyết cái bài tập này như thế nào? Thì đầu tiên các bạn sẽ phải hiểu này. Nó luôn có ba cái hạt, đó là hạt proton, hạt neutron và hạt electron, nhưng mà ba loại hạt ấy nhưng mà nó chỉ có hai ẩn thôi. Ba loại hạt nhưng mà nó chỉ có hai ẩn. Vì sao vậy? Vì là chúng ta sẽ biết này. P bằng E và bằng Z. Đó, P bằng E và bằng Z. Đó, P luôn bằng E và bằng Z. Đó là cái thứ nhất. Thế thì đề bài cho chúng ta là tổng số hạt. Điều kiện thứ nhất là cho chúng ta là P này cộng E này cộng N, đó, số proton cộng electron cộng số neutron bằng 82. Để cho ta bằng 82 đây. Đấy, 82. Đấy, 82 chỗ này. Thì là bằng 82. Nhưng mà thế này thì chúng ta sẽ cho tương đương, đúng không? Các bạn sẽ cho tương đương ở đây. Đó. P bằng E rồi, P bằng E, vậy P cộng E chính là hai lần của chữ Z, đúng không? Đấy. Cộng cho số neutron, neutron mình biết là N lớn đi. Rồi, bằng 82. Rồi, đó là phương trình số 1, đúng không? Chúng ta có phương trình số 1. Rồi. Đấy, đơn giản là phương trình số 1.
Tiếp theo thì biết tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Thì ở đây chúng ta sẽ phải phân biệt nhé, các bạn sẽ phải phân biệt hạt mang điện và hạt không mang điện. Để có được cái số 2 này, các bạn phải biết là hạt mang điện ha. Hạt mang điện trong nguyên tử là cái gì? Hạt mang điện. Thì hạt mang điện trong nguyên tử là chỉ có proton. Chỉ có proton và electron là hai loại hạt mang điện thôi. À, hạt mang điện. Đó. Mà ta đã có này. P P bằng E bằng Z. Như vậy số hạt mang điện trong một nguyên tử chính là P cộng E. Đó. Mà P cộng E chính là 2Z. Như vậy hạt mang điện là 2Z ha. 2Z. Còn hạt không mang điện. Hạt không mang điện. Không mang điện. Hạt không mang điện. Là hạt neutron. Hạt neutron là hạt không mang điện. Rồi, hạt không mang điện là N đó. Vậy thì bây giờ đề bài nói gì? Tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt không à, tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Đây là tổng số hạt mang điện. Còn hạt không mang điện là neutron là N. Là N. Vậy thì đây ta sẽ suy ra như đề bài nói, suy ra bài nói. Tổng số hạt mang điện là 2Z trừ đi hạt không mang điện là N. Đó. Bằng 22. Đúng chưa? 22. Thì đây là phương trình số 2 này. Đó. Vậy từ 1 và 2 có nghĩa là chúng ta sẽ có một hệ phương trình đó các bạn. Chúng ta sẽ có một hệ phương trình. Đúng không? Chúng ta sẽ có một hệ phương trình để chúng ta bấm. Đây thầy viết lại cái hệ phương trình cho các bạn dễ nhìn nhá. À, 2Z này cộng N bằng 82. Rồi 2Z trừ N bằng 22. Đấy, thì các bạn có thể bấm máy hoặc là các bạn bấm máy hệ phương trình hoặc là có thể cộng hai phương trình lại để suy được Z đó, và suy được N đúng chưa? Suy được Z, suy được N. Rồi. Mình cầm cái máy lên mình bấm ha. Rồi, nên bấm máy ha, 151. Đấy, các bạn nạp vào ha. 2, 1, 8, 2. Nói chung là cái này dễ dễ thôi. Rồi, trừ 1, 2, 2. Rồi, bấm vào. Đấy, Z bằng 26. Z bằng 26 ha. Còn N bằng 30. Đấy, N bằng 30. Rồi, Z bằng 26, N bằng 30. Quá nhẹ nhàng luôn, đúng không? Rồi, ok. Thì bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta tính cái gì? Bài yêu cầu chúng ta tính cái gì các em nhỉ? Xác định Z. Rồi xong xác định Z, Z bằng 26. Xác định Z, Z xong, Z bằng 26. Và viết ký hiệu của nguyên tố X. À, ký hiệu của nguyên tố X. Bây giờ cái chuyện là ký hiệu của nguyên tố X này. Ký hiệu của một nguyên tố. Ký hiệu này. Của nguyên tố X ha. Thì ký hiệu của một nguyên tố X ấy, thì người ta sẽ quy ước thế này. X đó là ký hiệu của nguyên tố hóa học nha. À, còn ở dưới này sẽ là số hiệu nguyên tử Z. Ở bên này sẽ là số khối A. Đấy, viết theo đúng trình tự như vậy. Viết đúng trình tự như vậy ha. Thì bây giờ với Z bằng 26 này. Z bằng 26 nha. Thì các bạn phải suy ra X là cái gì? X là gì? Thì làm sao X biết X là cái gì? Thì Z bằng 26 á, thì trong các bảng tuần hoàn của chúng ta ấy, trong các bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ha, thì Z bằng 26 nó chính là sắt. Z bằng 26 là sắt ha. Mỗi cái Z, mỗi giá trị của Z sẽ cho ta biết nguyên tố đó là gì ha. Z bằng 26 thì đó là sắt. Rồi. Tiếp theo ta tính số khối A. Số khối A thì bằng Z cộng cho N. Đấy, thay vào. Z là 26 này, N30. N30. Đó, thì bằng cộng bằng 56. Rồi, sau đó các bạn sẽ thay các cái yếu tố này, thay các yếu tố này vào cái công thức người ta yêu cầu. Đấy. Đây. Chúng ta thay sắt này vào cái ký hiệu của X, đúng không? Thay Z bằng 26, cái chữ 26 này vào cái chỗ Z này và thay cái số 56 này
vào cái chỗ A này, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ ra ký hiệu của nguyên tố này thôi nhá. Đây các bạn, ký hiệu này. Ký hiệu của X. Ký hiệu. Thì chúng ta sẽ viết như sau. Đó là Fe này. Rồi 26 56. Rồi, đó là ký hiệu. Nghĩa là chúng ta làm tới đây là 10 điểm ha. Nguyên tố Y có tổng số hạt trong nguyên tử là 58. Tổng số hạt trong nguyên tử là 58. Rồi, tổng số hạt. Thì ta sẽ viết tương tự như hồi nãy ha. Ý thứ nhất, tổng số hạt. Tổng số hạt. Đó. Là 58. Là 58, đúng chưa? Vậy ta sẽ suy ở đây. Suy ở đây. Tổng số hạt có nghĩa là P. Số proton cộng số electron cộng số neutron là bằng 58. Đấy. Mà ta đã biết là P bằng E bằng Z rồi, nhưng chỗ này sẽ là 2 lần Z này. 2 lần số hiệu nguyên tử cộng số neutron là N đi. Đó, bằng 58, đúng chưa? Vậy đây ta sẽ có phương trình số 1. Ý thứ hai mà đề cho chúng ta là gì? Số khối lớn hơn số hạt tăng điện, đúng không? Thì chúng ta phải hiểu là số khối là gì? Số khối là chữ A lớn, đúng không? Mà số khối thì sẽ bằng là Z cộng cho N. Đây là số khối này. Rồi. Số hạt mang điện. Thứ hai là số hạt mang điện. Số hạt mang điện, đúng không? Thì số hạt mang điện chính là P cộng E. Là P cộng E. Mà P bằng E bằng Z rồi, nên là số hạt mang điện chỗ này chính là 2 lần của chữ Z. Và như theo đề bài yêu cầu là gì? Số khối lớn hơn. Ta có. Để suy ra đây ta có này. Số khối chính là Z cộng N. Rồi. Nhiều hơn số hạt mang điện là nhiều hơn 2Z. Một đơn vị. Như vậy thì các bạn sẽ chia đây, các bạn sẽ có tương đương chính là N trừ đi Z bằng 1. Vậy đây là phương trình 2, đúng không? Đây là phương trình 2. Rồi. Vậy từ 1 và 2. Đấy, từ 1 và 2 thì ta sẽ có hệ phương trình để chúng ta giải thôi, đúng không? Đấy, hệ phương trình. 2Z cộng N bằng 58. Phương trình thứ hai là N trừ đi Z. N trừ đi Z bằng 1. Rồi, thì các bạn sẽ giải tương đương này. Đấy, Z bằng N bằng, đấy, bấm hệ phương trình nhé. Nhớ là phải đảo lại đấy, có chừng bị nhầm nhé, có chừng các bạn sẽ bị nhầm ấy nhé. Rồi, các bạn phải lấy cái phương trình ở trên trừ phương trình dưới nha. Phương trình trên trừ phương trình dưới thì nó mất N thì nó sẽ có là 58 trừ đi 1 là 57, đúng không? Bạn chia cho 3 thì ra Z này là 19. Rồi, bạn thay Z vào đây hoặc là trên suy được N. Như vậy N sẽ là 20. Đó, từ hai cái phương trình như vậy. Thông thường là những cái bài toán đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai phương trình để giải được hai ẩn là Z và N. Cứ có hai cái số trên cái bài các bạn mà có hai cái ký hiệu con số, đây là 1, đây là 58. Một bài có hai cái số như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ lập được hai cái phương trình để ta có thể giải được Z và N. Điều chắc chắn là như vậy ha. Rồi. Bây giờ viết ký hiệu của nguyên tử Y. Ký hiệu nguyên tử Y. Thì như thế nào này, ký hiệu của một nguyên tử. Ký hiệu của một nguyên tử đó là X, Z, A. Rồi, Z thì chúng ta có rồi, đúng không? Với Z bằng 19. Với Z bằng 19 này thì các bạn phải suy được X là nguyên tố nào. Thì cho các bạn tuần hoàn đó, ô số 19 là của nguyên tố là kali. Thứ hai là cái số khối A, các bạn phải tính ra. Khối A bằng Z cộng N, thay Z vào. Z là 19 nè. N là 20. Như vậy số khối A của chúng ta là 39. Rồi, vậy suy ra ký hiệu. Chúng ta là kali. Rồi. Z là 19.
A là 39. Rồi, đây là ký hiệu. Rồi chúng ta đã hoàn tất bài số 2. Đấy, hoàn thiện một bài số 2. Tìm được Z, tìm được số khối. Rồi viết được ký hiệu của nguyên tố. Trong một nguyên tử của nguyên tố R là 115. 115. Tổng số hạt là 115. P cộng electron cộng neutron là bằng 115. Mà P bằng E bằng Z, có nghĩa là P cộng E là 2Z, đúng không? P cộng E là 2Z. Neutron là N bằng 115. Rồi, 115. Đây là phương trình số 1. À, ta có phương trình số 1. Ở ý thứ hai, đề bài cho là số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25. Thì ta phải hiểu thế này. Hạt mang điện đó, nó gồm có hai loại hạt là proton mang điện và electron là mang điện. Vậy tổng số hạt mang điện, tổng số hạt mang điện ở đây chính là P cộng E, đúng không? Hạt mang điện là P cộng E, mà P bằng E bằng Z, như vậy là P cộng E chính là 2Z, đúng chưa? Hạt mang điện. Còn hạt không mang điện là neutron. Hạt không mang điện là neutron, và neutron có thể được ghi là N lớn này. Đấy. Thì hạt mang điện nhiều hơn
số hạt không mang điện, hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Vậy ta sẽ suy ở đây chính là 2Z là hạt mang điện trừ hạt không mang điện là N, và đề bài cho là 25. 25 đó, và đây là phương trình số 2, đúng chưa? Vậy từ 1 và 2 ta sẽ có một cái hệ phương trình, đúng không? Hệ phương trình chúng ta bấm đây. Hệ phương trình 2Z cộng N, 2Z cộng N bằng 115. 2Z trừ N là bằng 25. Rồi, các bạn bấm máy ra. Bấm Z ra. Bấm N ra. Đấy, bấm máy. 2, 1, 115. 2 trừ 1, 25. Các bạn bấm ha. Đây là trừ 1. Rồi, vậy là Z bằng 35. Z bằng 35. Đấy, còn N bằng 45. Z 35, N 45. Rồi. Đề bài yêu cầu ở câu A là hãy tìm số hạt mỗi loại. Thì đây ta có số proton bằng số electron rồi bằng bằng Z đó, mà Z ta vừa giải được là 35, em ghi 35 rồi. Số hạt neutron là chính là bằng chữ N đó, à, tính là 45, em giải là 45 ha. Tiếp theo là số khối thì số khối các bạn bằng chữ A lớn, đúng không? Mà A thì bằng Z cộng cho N thì thay vào 35 cộng 45 bằng 80. À. Đó, xong câu A. Ở câu B yêu cầu cái gì? Lập tỷ lệ hạt neutron và hạt proton trong nhân. Lập số neutron chia cho số proton, à, thì nó sẽ bằng 45 chia cho 35. Đấy, thì bạn bấm máy. Bốn mươi lăm chia cho 35, 1,29, 1,285 mấy đó, 1,29. Thì chúng ta sẽ có nhận xét là trong một cái nguyên tử, trong hạt nhân của một nguyên tử thì số hạt neutron luôn lớn hơn số số proton. Đấy, thì cái nhận xét là vậy, như vậy thôi, đơn giản vậy, chứ không có gì khó.
Lại quên bật mic rồi. Lại quên bật mic. Bây giờ mới bật. Ok, vậy đã có ở câu 5. Các bạn coi lại câu 5 ha. Cứ tắt và lại quên bật. Số 6 ha. Hai nguyên tố Xy có tổng số hạt PnE lần lượt là 16 và 58, thì các bạn phải hiểu thế này nè. Nguyên tố X Nguyên tố X hay là nguyên tử X đi, à nguyên tử X thì nó sẽ có các loại hạt nè. Là số proton bằng số electron và sẽ bằng z, nhưng chúng ta sẽ phân biệt đây là z của x, đó z của nguyên tố x nha, và số neutron là bằng n lớn đó và là n của x rồi, đúng chưa? Tổng số hạt proton, neutron, electron của x là 16. Các bạn sẽ suy ra đây đó, nó là p cộng e cộng n bằng 16, đúng không? Các bạn sẽ có là 2 lần ZX, 2 lần ZX cộng NX bằng 16, bằng 16 rồi, bằng 16. Ok, chỉ được như vậy không? Không có cái gì khác đúng không? Đây là phương trình số 1, phương trình số 1 rồi, không có cái dữ kiện gì liên quan, không có gì liên quan lại đây rồi, thì các bạn sẽ phải áp dụng này, các bạn sẽ phải áp dụng lại cái slide số 1. À, mà thầy nói đó là trong một cái nguyên tử đó, thì cái số neutron chia cho số z là phần lớn nó bằng 1 và nhỏ hơn bằng 1.5, đó được chưa? À, sẽ có tương đương ở chỗ này này, tương đương ở đây là số neutron, số neutron thì bằng tổng số hạt. Đấy, bằng tổng số hạt đây, tương đương đây ha, tương đương đây này, một lớn hơn hoặc bằng số neutron thì bằng tổng số hạt, tổng số hạt trừ cho 2z đúng không, trừ cho 2z đấy, tổng số hạt này. Tổng số hạt thì bằng số proton cộng electron cộng với số neutron, có nghĩa là bằng 2z cộng cho n. Như vậy suy ra số n, n cái bằng tổng số hạt mà trừ đi cho 2z không? Đó, n chính là tổng số hạt chia cho 2z, trừ cho 2z. Vậy chia cho z này. Và đây sẽ bé là bằng 1.5. Rồi. Ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ có hệ hai cái bất phương trình, đúng không? Thì cái phương trình thứ nhất ở đây này, nếu ta lấy cái phương trình này đúng không? Ta lấy cái phương trình này. Đó, cái phương trình này các bạn nhân lên, đúng không? Cái phương trình bên bất phương trình bên này các bạn nhân lên, bạn chuyển vế qua thì các bạn sẽ có là z đúng không, z. Đấy, cái phương trình bên này này sẽ nhỏ hơn được bằng tổng số hạt, tổng số hạt đấy, chia cho 3, đúng chưa? Đó, còn nếu chúng ta lấy cái phương bất phương trình ở bên này, chúng ta lấy cái bất phương trình này đúng không, cái bất phương trình này này đó, chúng ta chuyển vế qua thì chúng ta sẽ có z lớn hơn hoặc bằng tổng số hạt đó, chia cho 3.5. À, tổng số hạt chia 3.5. Ok, như vậy là chúng ta sẽ có một cái phương trình thôi, một phương trình này thôi, nhưng mà chúng ta sẽ tìm được chỉ số của z và n, chỉ số của z và n, z n nha. Rồi, ở đây thầy ta áp dụng, đây là tổng số hạt rồi, đây là tổng số hạt, tổng số hạt của nguyên tử z đúng không? Tổng số hạt của z là 16, tổng số hạt của z là 16. Vậy ta có z của x này lớn hơn hoặc bằng tổng số hạt của nó là 16
chia 3.5 và nhỏ hơn là bằng tổng số hạt của x là 16 chia cho 3. Rồi các bạn bấm máy cái chỗ này ra nhá. 16 chia 3.5. 16 chia 3.5. 4,57 ha, sắp xỉ 4,57. Rồi, còn 16 mà chia cho 3 là bao nhiêu? 16 chia cho 3 là 5,3. 5,3. À, có nghĩa là z của chúng ta, có nghĩa là tương đương ở đây z của chúng ta sẽ lớn hơn hoặc bằng, tương đương là zx lớn hơn hoặc bằng 4,57, nhỏ hơn hoặc bằng 5,3. Đấy, tương đương chúng ta có như vậy đúng không? Mà bây giờ z đương nhiên là phải một số nguyên, z là bằng số hạt proton bằng số electron, thì z đương nhiên là phải là một số nguyên. Các bạn học toán bây giờ là một số nguyên nào đó, mà nó phải như thế này, các bạn phải suy ra vậy. Chỉ có một giá trị duy nhất để có thể thỏa mãn, đó là zx bằng 5, đúng chưa? Zx bằng 5. Zx bằng 5 thì bạn thay cái zx này vào phương trình 1. Thay vào phương trình 1 đúng không? Thay vào cái phương trình số 1 ở trên. Cái phương trình 1 này này. Đấy, thì bạn sẽ suy được nx đúng không? Đấy, suy được nx. Rồi. 2 nhân 5 là 10, 16 trừ đi 10 là còn 6. Như vậy đây, ta sẽ dễ dàng xác định được x rồi. Ok chưa? Đấy, thì bài, nếu mà bài toán mà cho chỉ cho chúng ta một dữ kiện về tổng số hạt các tổng số hạt trong một nguyên tử thôi, thì chúng ta bắt buộc phải áp dụng cái biểu thức đó là cái số hiệu nguyên tử hay là số proton hay số electron này lớn bằng tổng số hạt chia 3.5 và nhỏ hơn bằng tổng số hạt chia cho 3 nhá. Rồi, để chúng ta phải xác định được cái trị số của z này, z là cái số nguyên các bạn thể chọn được. Rồi, ok. Tiếp đây thì ta sẽ viết, được yêu cầu là viết ký hiệu của hai nguyên tố trên, đó, viết ký hiệu của hai nguyên tố trên. Rồi, các bạn ghi tới đó nha, ghi cho chép cẩn thận đấy. Mới đầu là phải ghi cho cẩn thận. Sau này quen rồi thì mới làm nhanh được nhá. Rồi, bây giờ là ký hiệu của x này, thì là xong rồi, vì ký hiệu của một nguyên tố. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hai yếu tố nhé, thì z mình có rồi. Thì với zx bằng 5, đấy, thì suy ra x là, ở trong bảng tuần hoàn đấy, cái ô số 5 trong bảng tuần hoàn chính là nguyên tố bo, Số khối A, A tất nhiên là A của x, A của nguyên tử x, thì bằng z của x cộng n của x. Đấy, các bạn thay vào ha. 5 cộng với 6, 5 cộng với 6 là 11. Vậy suy ra ký hiệu, của nguyên tố x đó chính là bo này. 5, z bằng 5, A 11. Rồi, bo 5, 11. Ok. Như vậy chúng ta đã xong cái nguyên tử, x ha, chúng ta xong nguyên tử x. Rồi, xong cái nguyên tử x rồi. Bây chúng ta sẽ qua nguyên tử y ha. Tiếp theo sẽ là nguyên tử y. Rồi, nguyên tử y. Nguyên tử y thì có số proton bằng số electron và bằng z của y, z của y, ký hiệu như vậy. Còn số neutron là bằng n
là n của y, n của nguyên tử y. Rồi đây là nguyên tử y. Ok cho các em. Đấy. Bây giờ tới nguyên tử y nhá, thì chúng ta sẽ áp dụng tương tự như nguyên tử y thôi. Chỉ có điều là tí nữa cái zy của mình á, nó có thể có nhiều giá trị khác nhau nhé. Nên là sẽ có này. Nguyên tử y có tổng số hạt, có tổng số hạt proton neutron electron là 58, là tổng số hạt là 58 ha, 58 người ta sẽ có này, ta sẽ có suy ra. Suy ra đây chúng ta sẽ có gì các nhỉ? Suy ra này. Hai lần z của y cộng số neutron của y là bằng 58 đúng không? Tổng số hạt là 58. Tổng số hạt là 58. Đấy. Nó có tổng số hạt trong nguyên tử y là 58. Rồi, ta lại có như sau. Ta có. Đấy. Số hiệu nguyên tử của y, z của y lớn hoặc bằng tổng số hạt của nó là 58 này, chia 3.5. Chia 3.5. Rồi. Và nhỏ hơn hoặc bằng tổng số hạt của nó là 58 và chia cho 3. Thế có nghĩa là đây chúng ta sẽ có một cái phương trình như sau. Chúng ta sẽ có một cái phương trình như sau, đúng không? Tương đương ở đây. Và sẽ có là ZY lớn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng. Và bấm máy nha, bấm máy. 58 chia 3.5 bằng bao nhiêu nhỉ? 58 chia 3.5 16,57. 16,57 này. Rồi. 58 chia 3, 58 chia 3 đúng không? Nó sẽ ra tới 19,33 thì đấy, 33 đúng không? 33. Thế bây giờ cái này nó sẽ vấn đề nó sẽ lằng nhằng hơn cái câu kia. Đấy, tại vì nếu mà với cái khoảng xác định như thế này thì ZY của chúng ta nó phải có nhiều giá trị, có đúng không? ZY của chúng ta sẽ có nhiều giá trị. Vậy đầu tiên, trường hợp 1, trường hợp thứ nhất, trường hợp 1, thì ZY của chúng ta đó, bằng 17, đấy, Z phải là số nguyên và phải thuộc cái khoảng xác định này. Vậy đầu tiên là Z bằng 17. Thì bây giờ cái Z bằng 7 nó có thỏa không? Z bằng 7 nó có thỏa không? Rồi, với Z bằng 17, các bạn sẽ thay vào cái phương trình số 2. Đây, thay vào cái phương trình 2, cái phương trình đầu tiên này. Đấy, phương trình đầu tiên. Các bạn thay vào. Thì các bạn sẽ suy được NI đúng không? Suy được NI. NI bằng bao nhiêu? À, thay vào. À. 58 trừ cho 2 nhân cho 2 lần ZI này. Thay 17 vào đây. Thay 17 vào đây. 2 lần của 17. Thì cái NI của chúng ta là 24. 24. Vậy thì cái dữ kiện này, cái đáp án là ZY bằng 17 nó có thỏa hay không? Nó có thỏa hay không ấy thì chúng ta phải coi vào cái dữ kiện này nè. Số neutron trong nhân và số hiệu nguyên tử của mỗi nguyên tố khác nhau không quá một đơn vị, khác nhau không quá một đơn vị. À, đó là cái dữ kiện phụ mà đề bài nó cho. Số neutron trong hạt nhân và số hiệu nguyên tử trong nguyên tố khác nhau không quá một đơn vị. Đây chính là số neutron trong hạt nhân. Đây chính là Z, đây là số hiệu nguyên tử của nguyên tố Y. Mà nếu mà chúng ta từ đây qua đây, ta thấy chúng ta từ đây qua đây là khác nhau tới 7 đơn vị. Đấy, khác nhau nó tới 7 đơn vị. 24 trừ đi 17 là bằng 7 đơn vị. Có nghĩa là số neutron nhiều hơn số hiệu nguyên tử tới 7 đơn vị. Có nghĩa là cái đáp án là ZY bằng 17 này là không thỏa cái dữ kiện mà đề bài người ta cho. Yêu cầu là khác nhau không quá một đơn vị thì làm sao mà ở đây chúng ta trừ nó khác nhau tới 7 đơn vị thì làm sao được, đúng không? Rồi. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ chọn trường hợp 2, đúng không? Trường hợp 2 này, vậy là trường hợp 2. Bây giờ ZY nằm trong cái khoảng xác định như thế này, đúng không? Từ 16.57 đến 19.3. Thì trường hợp thứ hai chúng ta có thể tính ZY. ZY bằng 18. Đấy, 18 là thuộc trong cái đoạn xác định này, đúng không? Trong cái đoạn này.
Vậy thì bây giờ z bằng 18 thì chúng ta đã thay vào phương trình số 2. Thay phương trình số 2 ở trên này. Ta suy ni xem nó có thỏa hay không. À, bạn thay vào 58. 58 này các bạn trừ cho 2 lần nhân cho 18 là 22. 22. Thì ZY bằng 18, NY bằng 22 thì hai cái này nó cũng khác nhau. Nó khác nhau tới 4 đơn vị, đúng không? 22 trừ 18 là khác nhau tới 4 đơn vị. Như vậy cũng không thỏa cái điều kiện mà đề bài cho. Không thỏa cái điều kiện mà đề bài cho. Rồi. Như vậy cuối cùng là như thế nào? Cuối cùng ta phải chọn tiếp thôi, các bạn phải chọn tiếp nhé. Đây xong nguyên tử ít rồi. Rồi. Vậy ở đây là trường hợp 3 đúng không? Trường hợp 3. Đấy, thì các bạn phải chọn ZY bằng 19. Đấy, 19. 19 là cũng thuộc vào cái khoảng xác định này, 19. Với ZY bằng 19 thì thay vào phương trình số 2. Đây thay vào phương trình số 2. Đấy. Thì suy được NY. Đúng chưa? Thay vào NY. 19 nhân 2, cái này là 2 nhân 19 là 38. 58 trừ 38 thì NY bằng 20. À NY bằng 20. Vậy thì cái giá trị ZY bằng 19 và NY bằng 20 là thỏa này. Vì sao? Vì từ đây qua đây đúng không? Là chỉ nó chỉ khác nhau. Có một đơn vị, lại 20 trừ đi 19 là một đơn vị, khác nhau có một đơn vị. Như vậy là thỏa cái điều kiện mà đề bài cho chúng ta. Đó là số hiệu nguyên tử, số số nơ trong và số hiệu nguyên tử khác nhau không quá một đơn vị. Là thỏa đúng không? Là thỏa. Vậy thì ta đã xác định được y rồi. Vậy với ZY bằng 19 thì suy ra y là thì trong các bảng tuần hoàn của chúng ta ấy, cái ZY bằng 19, ô số 19 là kali nhá, kêu là kali. Số khối của y bằng ZY cộng NY. Các bạn thay vào ha. 19 cộng 20 là 39. Rồi. Như vậy ký hiệu của y, ký hiệu này. Ký hiệu ở đây chính là kali. Z là 19, A là 39. Rồi, để ta đã xử lý xong câu số 6. À, câu số 6 thì nó lằng nhằng hơn nhiều so với câu kia đó ạ. À, khó hơn. Tại vì cái y nó có nhiều dữ kiện và khi đó đề bài phải cho chúng ta một dữ kiện phụ. Rồi, cho chúng ta một dữ kiện phụ. Đấy. Để xác định. Nhỏ 1/5, chắc chắn những cái bài đó phải áp dụng cái điều này thôi, không có gì cách khác ha. Thì câu 7 thì đầu tiên thì bài nói là tổng số hạt P cộng N cộng E bằng 58. P cộng electron cộng số neutron bằng 58 đúng không? Mà P thì bằng E bằng Z. P bằng E bằng Z nghĩa là P cộng E chính là 2Z cộng số neutron N bằng 58. Và đây là phương trình số 1. Đấy, chúng ta chỉ có một dữ kiện duy nhất như vậy thôi, phải con số thôi. Đúng nha. Rồi, khi mà đề bài cho chúng ta thêm một dữ kiện phụ. Đấy, cho một dữ kiện phụ. Dữ kiện phụ này. Đấy. Thì chắc chắn là khi chúng ta lấy cái biểu thức N chia Z lớn bằng 1 nhỏ hơn bằng 1/5 á, thì lúc đó chúng ta sẽ có nhiều nhiều trị số của Z, à, nhiều trị số của Z. Đây ta có. Ta có.
n chia z hay là z này. Z đó, sẽ lớn hơn hoặc bằng tổng số hạt chia cho 3.5, và z nhỏ hơn hoặc bằng tổng số hạt chia cho 3. Rồi, bài thước này tầng này mình đã quy đổi cái này rồi thì mình sẽ làm nhanh luôn. Rồi các bạn sẽ bấm máy ra ha, để xem là z chúng ta nằm trong cái đoạn nào. Rồi, 58 chia 3.5 58 chia 3.5 ở đây là 16,57 à? 16,57 hình như là giống cái này sao. Rồi, 58 chia cho 3 19,33. Đấy, 19,33. À. Rồi. Thì đây với những cái giá trị như này thì có phải chúng ta sẽ có ba những cái trường hợp đúng không? Trường hợp 1. Thì ta sẽ chọn này. Z là một con số, phải là một con số nguyên mà phải thuộc cái đoạn này, thì đầu tiên các bạn sẽ chọn là z bằng 17 đúng không? 17 lớn hơn 16,57 và nhỏ cái này. Với z bằng 17 thì thay vào biểu thức số 1, đây, thay vào biểu thức số 1 ở trên. Các bạn thay vào gọi bao nhiêu nhỉ? 2 x 7. 2 x 17 là 34. 28 trừ 58 trừ 34 là còn 24. 20 suy ra là n bằng 24. Đó, n bằng 24. Rồi, đúng chưa? Với trường hợp thứ hai, trường hợp 2. Đấy, các bạn có thể chọn là z bằng 18. Đấy, z là số nguyên nằm trong cái khoảng xác định này, thì 18 lớn hơn 16,57, nhỏ hơn 19,3. Vậy thì với 18 thì thay vào biểu thức số 1 các bạn sẽ có n bằng bao nhiêu? Đây. 18 2 x 18 là 36. 58 trừ 36. 58 trừ 36 phải là 22 không? 22. Đúng không? Và trường hợp số 3. Trường hợp 3. Đấy, thì các bạn có thể chọn được z bằng 19. Đây, 19. 19 lớn hơn 16,57 và nhỏ hơn 19,33, có đúng không? Thì thay vào biểu thức số 1. Đấy, các bạn thay vào biểu thức số 1. Thì có bao nhiêu? 19 x 2 là 38. 58 mình trừ cho 38 là bằng z, n bằng 20. Thế bây giờ làm sao này? Trong các ba cái dữ kiện này, trong ba cái trường hợp này, chúng ta chọn trường hợp nào? Thế đây, căn cứ vào đây. Biết số hạt proton. Đây, các bạn là số hạt. Biết số hạt proton. Hạt proton là cái gì? Hạt proton là chữ z chứ còn gì nữa, đúng không? Hạt proton là z. Số hạt n gần bằng số hạt neutron. Thế các bạn cái nào, trường hợp nào thì nó gần bằng? 17 với 24 đâu có gần bằng đâu. 18 và 22 sao gần bằng? Thì cái 19 đúng không? 19 và 20 thì gần bằng nhau này, đúng không? Chọn trường hợp này. Chọn. Đó. Và loại hai cái trường hợp này đi. Này không đúng, loại. Không có gần bằng chúng ta loại. Loại đi. Rồi xong. Vậy là chúng ta đã kết luận. Vậy kết luận. Và yêu cầu chúng ta hai cái điều kiện là z bằng 19. Và yêu cầu là tính số khối. A là số khối đó. Số khối. À, số khối A. Số khối bằng z cộng n, bạn thay vào. 19 cộng 20 là 39. Rồi, à, 19 cộng 30 39. Và những cái bài này nhớ là khi đề bài chỉ chúng ta cho chúng ta dự kiện về một con số, chỉ có một con số thì phải nhớ cái biểu thức này. Đó, phải nhớ cái biểu thức này. Đấy. Nhớ cái biểu thức thu gọn này. Bài tập về tổng các loại hạt cơ bản trong nguyên tử thì thầy chuẩn bị ở đây là 16 câu đấy. 16 câu. Nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay thì có thể không thể làm hết 16 câu được nhá. Thầy làm cũng khá là chậm rãi thôi cho các bạn theo dõi nên nhiều khi sợ là không xong kịp hết 16 câu. Trong một nguyên tử có nguyên tố là 34. Tổng số hạt là 34. Đấy. Thì chúng ta sẽ vẫn áp dụng
bit số ít có số khối nhỏ hơn 24. Số khối nhỏ hơn 24, nó dữ kiện nhỏ hơn thì chúng ta sẽ không lập được phương trình, đúng không? Dữ kiện nhỏ hơn là sao mà lập được phương trình. Như vậy bài này thì coi như là chúng ta cũng chỉ có một dữ kiện, đó là tổng số hạt là 34. À, tổng số hạt là 34 đúng không? Tổng số hạt là 34, có nghĩa là số proton này cộng số electron này cộng số neutron này bằng 24. Đấy. Và các bạn phải biết là P bằng E nhá. P bằng E bằng Z. P bằng E bằng Z. Đó. Trong một nguyên tử thì số proton luôn bằng số electron và bằng Z. Như vậy cái chỗ này thì đó chính là 2Z đúng không? Quen rồi, 2Z. Cộng số neutron là N bằng 24. Như vậy đây là biểu thức số 1 này. Biểu thức số 1. Thế đó. Ta lại có Z lớn hơn hoặc bằng và nhỏ hơn hoặc bằng tổng số hạt lớn bằng tổng số hạt chia 3.5 và nhỏ hơn hoặc bằng tổng số hạt chia cho 3. Rồi các bạn sẽ tương đương, bấm máy ra. Z lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng. Đấy, 24. 24 chia 3 là 8 rồi đúng không? Còn 24 chia 3.5 là bao nhiêu? 6,85. 6,85. 6,85. Rồi, Z lớn hơn bằng 6,85, nhỏ hơn bằng 8. Vậy ở đây thì có phải chúng ta sẽ có hai trường hợp không? Trường hợp 1. Đấy, thì chúng ta nhận giá trị của Z bằng bao nhiêu thì được? 7. Đó, Z là phải một số nguyên nhá. Nhớ là Z phải là một số nguyên và thỏa cái này thì Z bằng 7. Z bằng 7 thì thay vào biểu thức số 1. Đây, thay vào biểu thức số 1. 2 x 7 là 14. 24 trừ cho 14 là, vậy là N của chúng ta sẽ là 10. Là 10. Đúng không? N là 10. xin lỗi. Như thầy nhầm rồi. Xin lỗi các em. Thầy thay nhầm ở đây rồi. Tổng số hạt này bài cho là tổng số hạt đề bài cho là 34, xin lỗi các em. Tổng số hạt đề bài cho là 34. Thầy đề 34 này. Thầy bị thay nhầm rồi, thầy nhìn lộn số thôi. 34, thì làm lại nhá. 34, bạn chia đi. 34 mà chia cho 3.5. Là cái này là 9,7 này. 9.7. 34 mà chia cho 3 là 11,3. Ai nhầm tí. Rồi. Thế thì với cái điều này, Z lớn hơn bằng 9.7 nhỏ hơn 11,3 và Z phải là một số nguyên thì trường hợp đầu tiên các bạn sẽ chọn Z bằng 10 đúng không? Đấy, chọn Z bằng 10 đúng rồi. Z bằng 10 thay vào biểu thức số 1, thay biểu thức này. Z bằng 10, 2 nhân 10 là 20, 34 trừ cho 20, vậy là N bằng 14. Vậy thì với cái trường hợp này, chúng ta sẽ suy ra số khối A, đúng không? Số khối A bằng Z cộng N bằng 10 cộng 14 là bằng 24. Phải có thỏa cái điều kiện người ta nói. Cái bài nói biết số khối nhỏ hơn 24. Chúng ta yêu cầu là số khối phải nhỏ hơn 24. Bây giờ mình tính là số khối nó bằng 24 luôn thì không đúng, chúng ta phải loại đi, đúng không? Phải loại đi. Nhỏ hơn 24, tính là 24 thì không được lấy, đúng chưa? Ok, bây giờ trường hợp 2. Trường hợp 2. Còn một giá trị Z có thể thỏa mãn cái điều này. Đấy, đó là Z bằng 11. Đúng không? 11 lớn hơn 9.7, nhỏ hơn 11.3. À, trường hợp 2 là Z bằng 11. Đúng chưa? Thì thay vào biểu thức số 1. Thay vào biểu thức 1. 2 x 11 là 22, 34 trừ đi 22. 34 trừ đi 22 là N sẽ bằng 12. Đúng không? 12, vậy suy ra số khối của chúng ta là bằng Z cộng N bằng 11 cộng cho 12 là bằng 23. 23 nhỏ hơn 24. Để đúng rồi, chúng ta sẽ nhận đúng không? Số khối nhỏ hơn 24 chúng ta nhận trường hợp này. Nhận. Vậy bây giờ chúng ta sẽ viết ký hiệu của nguyên tố X. Vậy chúng ta sẽ viết ký hiệu này. Thì viết ký hiệu chúng ta phải biết được Z bằng
Z bằng 11 thì suy ra x là cái gì? Z bằng 11 thì quan sát trong bảng tuần hoàn ấy, ô số 11 là natri. Ô số 11 là natri nha. Vậy chúng suy ra số số khối thì chúng ta tính ở đây rồi, số khối là 23. Vậy suy ra ký hiệu này. Các bạn phải nhớ nha. Ký hiệu của một nguyên tố ấy thì nó là như thế này. Ký hiệu nguyên tố là x, ở dưới này là z, ở trên này là a. Với x là ký hiệu hóa học của nguyên tố đó. À, x là natri đúng không? Ghi là Na. Rồi. Ở dưới này là z. Z đâu? Z là 11. Mà ghi đây là 11. Đây là số khối A. Số khối A đâu? Đây 23. Ghi này 23. Vậy là xong. Vậy chúng ta đã xong câu. Xong câu số 9. Nha các bạn. Xong câu số 9. Rồi. À, vậy là chúng ta sẽ phải còn còn khoảng 7 câu nữa ha. 7 câu nữa thì hết cái này thầy soạn thì thầy sẽ phát thầy sẽ phát 7 cái câu tiếp theo vào video tiếp theo các bạn nhé. Video tiếp theo. Hôm nay thì thầy làm khá là chậm rãi cho các bạn đấy, mình thầy làm không hết được 16 câu nhé. Thầy sẽ phát được buổi tiếp theo. Đấy các bạn. Các bạn chú ý ghi bài hiểu dễ thôi, không có khó ở cái gì ở cái chương bài tập ở cái chương 1 này thì không có gì khó khăn đâu nhé. Các bạn cố gắng đọc kỹ đề và làm cho nó tốt ha. Rồi, thì chào các bạn ha. Hẹn các bạn gặp ở những cái video sau. Rồi, tạm biệt các bạn. Chúc 2K6 bắt đầu năm học mới thật là suôn sẻ nha. Và đa số là học online hết rồi. Rồi, chào các em.